mỗi chỗ vay mỗi chỗ lãi suất khác nhau, nếu không có FE thì chưa chắc có HD. Trời đất ơi. Thực sự là trước khi mà Ngọc làm cái clip này, Ngọc có lên trên mạng, Ngọc search về cái thông tin thành lập của những cái công ty này. Công ty của Ngọc thì thành lập năm 2007 rồi đó. Còn FE thì Ngọc có search ở trên mạng, Ngọc thấy là thành lập năm 2010. Nhưng mà cái vấn đề này thì Ngọc chỉ khảo sát ở trên mạng thì Ngọc cũng không có biết chắc là công ty nào thành lập trước công ty nào. Nhưng mà thông tin thì Ngọc search trên mạng thì Ngọc biết như vậy. Và mọi người, cái vấn đề mà chúng ta thành lập năm nào á, bây giờ là năm 2023 rồi, thì thành lập năm nào á, nó cũng không còn quan trọng lắm, mà là cái chỗ đứng của cái công ty đó trên cái thị trường hiện tại. Mỗi công ty thì nó sẽ có mỗi cái nhóm khách hàng, một cái lượng khách hàng ưu tiên khác nhau, khách hàng thân thiết khác nhau, thì khách hàng sẽ là người được lựa chọn những cái công ty tài chính mà khách hàng muốn. Khi mà thị trường hiện tại nó quá nhiều công ty tài chính thì người ta sẽ đưa ra những cái sự cạnh tranh, những cái sự đối đầu, cũng như là những cái sự ưu đãi, những cái khuyến mãi, những cái mức lãi suất rất là ưu đãi dành cho khách hàng, thì khách hàng sẽ là người lựa chọn. Chứ thật sự mọi người ơi, so sánh giữa hai công ty tài chính đối thủ với nhau thật sự là một cái so sánh rất nhạy cảm. Mà Ngọc là nhân viên của HD thì chắc chắn là càng không thể nào so sánh và không thể nào lấy tư cách gì mà để so sánh cả. Khi mà Ngọc tư vấn cho khách hàng cũng vậy mọi người, mình sẽ tư vấn cái chương trình tốt nhất của mình, rồi khách hàng người ta cũng sẽ lựa chọn thôi. Nếu không có FE thì chưa chắc có HD. Trời đất ơi, Ngọc nghe cái câu này xong Ngọc thấy cái bạn này rất là kỳ cục luôn á. Trời đất ơi, thua không?